Việt 1, bài 24. Word. Gì? Word. Word. Ê quê. Chợ quê. Gì? Gì? A gia huyền già. Cụ già. Tập đọc. Quờ, A qua hỏi quả. Thờ y thi nặng thị. Quả thị. Quờ, A qua. Đờ o đo huyền đò. Qua đò. Di o do hỏi rõ. Cờ a ca sắc cá. Rõ cá. Di a ra ngã giả. Di o do huyền giò. Giã giò. Chú Tư ghé qua nhà cho bé rõ cá. Chú Tư ghé qua nhà cho bé rõ cá. Quà quê. Quà quê. Bạn thử tìm tiếng có âm quờ trong bài sau nhé. Quờ. Quê. Quê. Quả. Qua. Qua. Quà. Quê. Quờ. Quê. Quả. Qua. Quà. Bạn thử tìm tiếng có âm G trong bài sau nhé. G. Già. Già. Rõ. Giã giò. Rõ. Di, già, rõ, giã, giờ. Luyện tập. Quờ. Chợ quê. Quả thị. Qua đò. Tổ quả. Di. Cụ già. Rõ cá. Giã giò. Giò chả. Bạn sẽ điền quờ hay gì vào chỗ chấm. Quờ. Quả. Tổ quả. Gì. Giò. Giò chả. Quờ. Quả. Quả thị. Di. Rõ. Rõ cá. Quờ. Qua. Qua đò. Di. Giã. Di. Giò. Giã giò. Tổ quả.
giò chả, quả thị, giỏ cá, qua đò, giã giò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.